Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô cho anh sẽ tiếp tục cái chương trình đó là chương trình ôn kiểm tra giữa kỳ cho các bạn. Bạn thân mến, vào cái buổi tuần trước thì cô đã ôn cho các bạn trong chương trình sách giáo khoa mới. Thì hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với phần sách giáo khoa cũ. Ok, các bạn thân mến, trong cái cuốn sách hiểu cô chơi thì cô có hai loại chương trình, đó là chương trình sách giáo khoa mới và chương trình sách giáo khoa hiện hành. Giờ thì buổi trước cô đã hỗ trợ các bạn với chương trình sách giáo khoa mới rồi. Thì hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình sách giáo khoa hiện hành nha. Yeah. Bạn sẽ mở cho cô trang 285 ra Nếu như bạn nào không có sách này thì bạn có thể kéo lại cái bài viết mà cô đang hôm trước Thì cô cho anh có chia sẻ cái phần đề cương ôn kiểm tra uh, để đề, đề cương ôn kiểm tra giữa kỳ dưới cái dạng PDF rồi nha. Yeah. Ok các thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa nha yeah. Chúng ta sẽ thực hiện tác phong nhanh nhẹn khẩn trương này nha. Yeah. Ok các thân mến, hôm nay cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn với phần sau đây chở cô sẽ hỗ trợ các bạn với cái phần trắc nghiệm và mục tiêu của cô sẽ là chữa hết 30 câu trắc nghiệm. giờ em thân mến nếu mà so với cái phần bài của buổi trước thì bài hôm nay của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn bởi vì phần này của chúng ta sẽ là ô chữ tiếng dân giáo khoa cũ mà. ok rồi các bạn thân mến các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh cô ổn không để mình bắt đầu vào học nhé. Yeah. ổn không ạ? À? các bạn thân mến các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? ok các bạn thân mến trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để mình bắt đầu vào học nhé. Nghe này, bài hôm nay của chúng ta cô phải nói trước là bài hôm nay của chúng ta thì so với bài của ngày hôm trước thì bài hôm nay của chúng ta dễ hơn nhỉ? Ờ à, bởi vì sao? Bởi vì theo cái tính chất đó là theo cái chương trình sách giáo khoa, theo cái chương trình sách giáo khoa hiện hành ấy, đúng không ạ? Thì nội dung nó có dễ hơn một xíu so với cái chương trình sách giáo khoa mới. Ok. Ok, sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Ok các bạn thân mến trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không này. Đợi có một xíu ạ. Ok ok, chúng ta bắt đầu này Nhờ cô có như sau này với cái câu số 1 Bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok Nào, với câu số 1 Bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? với cái câu số 1 Cô có như sau này Cô có ý a à với động từ là attract Nghĩa là gì? Chọn với động từ là attract Nghĩa là thu hút nhá. là cô sẽ có ý b cô với từ attack nghĩa là tấn công nhé Chợ nếu như cô có cái từ sau này cô có từ attract nghĩa là thu hút thì cô sẽ có từ attack nghĩa là tấn công đó không ạ rồi cô chào bạn anh trần hồng cô có thế em ạ rồi cô sẽ có như rồi cô có ý xe với động từ là ật mời nghĩa là gì ngưỡng mộ chợ vậy đi của chúng ta nghĩa là phân tích thẩm định vậy thì với cái câu số 1 này em sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý diện ok nào với cái câu số 1 chúng ta sẽ có như sau What can we do? Chúng ta có thể làm gì khi mà chúng ta muốn, đúng không ạ? cô có cái cấu trúc như sau này giờ cô có cái cấu trúc là want to do something muốn làm gì nếu như các bạn nào mà khi nhìn sách giáo khoa mới thì hôm nay bạn sẽ học thử một buổi với chương trình sách giáo khoa cũ thì bạn sẽ cảm nhận thấy rằng là uh, với cái chương trình sách giáo khoa cũ nó nhẹ hơn nhiều so với sách giáo khoa mới đúng không ạ nhưng mà nhớ cô như sau này. Nhờ, nhưng mà khi mà thi thì bộ cho thi vào cả sách giáo khoa mới cả sách giáo khoa cũ em nhớ nhé Nhờ. bộ thì sẽ cho thi vào cả hai chương trình vì vậy mà để an toàn thì chúng ta học hết cả hai nhá Thế còn nếu mà bạn nào lười hơn thì uh, Cô khuyến khích các bạn học sách giáo khoa cũ Bởi vì, à, học sách, học sách giáo khoa mới Bởi vì à, học sách giáo khoa mới thì nó sẽ sâu hơn Có nhiều từ hơn, nhiều cấu trúc hơn ừ, nhá. Nhưng mà ở cái dạng bài Là cái dạng bài đồng nghĩa và trái nghĩa Nhưng mà cái dạng bài đồng nghĩa và trái nghĩa Thì bộ lại cho, chủ yếu là cho sách giáo khoa cũ ừ, nhá. Rồi, cô có như sau này Với cái câu số 1 What can we do? Chúng ta có thể làm gì? Nếu như chúng ta muốn À, đằng sau cô sẽ có từ sau Nhờ đợi cô một xíu ạ. Dạ cô sẽ có từ sau này bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ attention. Nhờ cô sẽ có như sau với cái từ attention nó sẽ đi theo cái cụm cấu trúc như sau. Chờ cô sẽ có cái cụm như sau là cụm từ attract, Ok Kép với từ once ở đây sẽ chính là tính từ sở hữu đúng không ạ? Xong đi với từ attention nghĩa là gì? Thu hút sự chú ý của ai nhá. Thì cô sẽ có như sau ấy, cô có cái từ là attract ghép với từ uh, attention thu sự chú ý của ai nhá. Thì cô sẽ có cụm sau này, cái cụm này các bạn rất là hay gặp đúng ạ? Đó là cái cụm từ là pay attention nha. Yeah. Cô có cụm từ là pay attention to somebody nghĩa là gì? Đó là chú ý tới ai đúng không? To something chú ý tới cái gì? Vậy thì với câu này cô có như sau ấy. bạn sẽ bạn có thể chúng ta có thể làm gì nếu chúng ta muốn thu hút sự chú ý của người khác? Vậy thì với cái câu số 1 này cô dễ dàng chọn được câu một là ý A. Sau câu một chuyển cô sang câu số 2 với câu số 2, nó sẽ đi theo cụm từ cố định. Nhớ yeah. cô sẽ có như rồi. cô uh, câu này bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ make Ok, bé nào của CIPP không ạ? Chợ có bé nào của CIPP đang theo dõi chương trình của cô không ạ? Chợ chúng ta có như sau ở bên CIPP đúng không? Đang học cái cụm, đúng không ạ? Cụm từ cố định đi với make Thì cô sẽ có cụm từ là cụm từ make a difference Nghĩa là gì? Chợ cô có cụm từ là cụm từ make a difference Nghĩa là tạo ra sự khác biệt, có sự khác biệt, đúng không ạ? Chúng ta có cụm từ sau là cụm từ make Cái bây từ trans, nghĩa là gì? Trở với cái cụm từ đó là cụm từ make trans Nghĩa là gì? Nghĩa là có cái sự thay đổi đúng không? Tạo ra cái sự thay đổi Nga yeah, make chưa, cô không tự là make choice, Nghĩa là tạo ra sự thay đổi, có sự thay đổi Chờ cô sẽ có cái cụm sau này Đó là cái cụm từ make Ok Ghép về từ nó nghĩa là gì? Làm ồn, gây ồn Nga yeah. Ba cái cụm với make này ở bên CPP học rồi Thì cô có như sau này Thứ dịch là bạn đang mất trật tự quá yeah. Bạn đang ở trong thư viện đấy Vậy thì với câu này cô cần một từ mà nghĩa là mất trật tự Nên câu số 2 cô chọn được ý đề Ok chưa? Thế nhớ rồi xong câu số 2 chuyển cô sang câu số 3 này câu số 3 chúng sẽ có từ mobile phone nghĩa là gì? Điện thoại di động đúng không ạ? Là một trong cái cái gì đấy ạ? điện thoại di động là một trong những cái hình thức giao tiếp. giờ cô sẽ có từ communication nghĩa là giao tiếp đúng không Which mà nó làm sao which is the popular. Có có từ popular nghĩa là gì? Phổ biến nhất bây giờ. Nhớ gì cả? Điện thoại di động là một trong những cái phương tiện giao tiếp mà nó phổ biến nhất bây giờ. Vậy thì với câu này cô có như rồi. Cô có ý a à về từ method nghĩa là gì? Trở về từ method nghĩa là phương pháp nhờ, Nghĩa là phương thức làm cái gì đó Phương thức thực hiện cái gì đó nhờ. Cứ có từ method nghĩa là phương pháp là phương thức Trở về câu với từ group nghĩa là nhóm Nhờ ý sẽ câu với từ form là hình thức Trở về đề câu với từ package nghĩa là gói Đúng không? Cái việc gói yeah. Vậy thì với cái câu này cô có như sau Chúng ta có cụm từ là cụm từ Chờ Ở trong nghĩa, cái ngữ cảnh câu này dịch là điện thoại di động là một trong những cái hình thức giao tiếp Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 3 của chúng ta là ý xe yeah. Nhớ Chờ cô sẽ có với câu bài chúng ta ý C nhận với từ form up Nhờ cô sẽ có ý rồi Đây sẽ có thể dùng từ form up là dùng từ means Ok Đó ạ Form up là means up okay, Cái từ communication nghĩa là cái hình thức giao tiếp hoặc là phương tiện giao tiếp Được không ạ rồi xong câu số 3 chuyển cô sang câu 4 Em thân mến bài hôm nay của chúng ta so với các bài tiếng trước thì bài hôm nay của cô nhẹ nhàng hơn nhiều Với cái câu số 3 xong chuyển cô sang câu số 4 Chợ với cái câu số 4 chúng ta sẽ có như sau Nói chung là bài hôm nay của mình nó nhẹ nhàng lắm ở chợ vì cái phần nội dung ôn của chương trình sách giáo khoa cũ thì thì cô sẽ đánh giá là nếu như các bạn đã học qua sách mới thì chuyển sang học cũ sách cũ nó rất là nhẹ nhàng thôi cô chữa nhanh nhé chợ gặp lại cái cấu trúc là one to do something muốn làm gì nhờ, nếu bạn muốn nói hoặc là muốn làm sao ask, hỏi một cái gì đó chỉ cần giơ tay lên ok chúng ta có cái cụm từ là cụm từ raise ghép với từ one thêm. nghĩa là gì giơ tay đúng không ạ vậy thì cô sẽ chọn được câu bố của chúng ta là ý b ok sau câu bố chuyện cô sẽ câu số 5 này nhờ, câu số 5 cô có như rồi My former teacher, cô có từ former cái từ teacher nghĩa là gì? Chờ my former teacher, it becoming more and more. thì cô sẽ có như sau, more and more sẽ là dạng so sánh càng thì càng. Nhờ với dạng so sánh càng thì càng, thì bạn sẽ nhớ cho cô đến cái công thức của cô như sau. Chờ với cái dạng so sánh càng chấm chấm càng, với dạng so sánh càng chấm chấm càng, càng thì với cái tính từ ngắn, chờ nó sẽ có cái công thức đó là tính từ thêm đuôi er, ok rồi cộng với n cộng với tính từ thêm đuôi er, ok. Thế còn với tính từ dài thì sao? Chờ với tính từ dài nó sẽ có dạng như sau này. nó sẽ có dạng là more and more cộng với tính từ, nhá. Yeah. Nó sẽ có dạng là more and more cộng với tính từ, nhá. Yeah. Chợt more and more cộng với tính từ, ok chưa? Yeah. Cái đoạn này nó rất là khó cho cô để viết, đúng không? More and more cộng tính từ. Thế cô sẽ có như sau, bây giờ quay lại cho cô như sau này. Ở đây người ta dùng sẽ là more and more tiếng giàu, cô sẽ cần tính từ, nhớ. Yeah. Ờ, à, vậy cô sẽ có như sau này Nếu cần tính từ thì cô có như sau này Cô có ý ID ý C của chúng ta với từ attraction Nhờ, với từ attraction của chúng ta là danh từ Nhờ, nghĩa là sự thu hút, sự hấp dẫn Vậy cô sẽ không chọn Chờ hơn thì nữa này Bạn có thể căn cứ căn cứ cho cô bằng từ becoming Cô có từ become của chúng ta Mặc dù là động từ nhưng nó đi với tính từ Nhờ. Vậy nó đi tính từ thì cô sẽ không chọn ý C được Đúng không ạ? Thế cô sẽ có như sau này. Ý C nếu bé nào học chuyên đề 7 bạn sẽ thấy là chúng ta học cái chuyên đề về cấu tạo từ rồi Chờ những từ có đôi chân là đuôi của danh từ mà danh từ này được cấu tạo bởi động từ cộng xuân thành danh từ. Vậy thì với cái từ attraction, nếu cô bỏ cái đuôi shun đi thì cô sẽ có từ attract là động từ. nhá vậy thì cô sẽ không chọn động từ nên cô sẽ bỏ A, bỏ C. Chờ ý đề của cô với đuôi thì đuôi của trạng từ. Trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng ly thành trạng từ. Vậy thì cô sẽ chọn được câu nào của chúng ta là ý B. Thì với câu số 5 cô sẽ dịch câu này như sau. Dịch là giáo viên trước đây của tôi, đúng không ạ? Giáo viên cũ của tôi ngày càng trở nên làm sao? More and more attractive. Là ngày càng hấp dẫn hơn. Rồi, xong câu số 5 triệu cô sang câu số 6. Trở với cái câu số 6 chúng ta sẽ có như sau này. Chờ cô sẽ có ý a à với từ excited nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có từ đó là từ excited của chúng ta với nghĩa là háo hức nhá. Yeah. cô sẽ có cái cấu trúc như sau này. Cô có cái cấu trúc là be excited đi với giới từ about, nghĩa là háo hức, ham hở về cái gì nhá. Yeah. Tiếp này cô có như sau ý b cô với cấu trúc là be interested nghĩa là gì? Trở cô có cái cấu trúc là be interested nghĩa là gì? Nghĩa là quan tâm, thích thú. đó thuận. Rồi tiếp này cô sẽ có như sau, nếu như căn cứ bằng giới từ là about thì cô sẽ không chọn exhausted được, được nên cô bỏ ý b nhá yeah. ý c của cô là sao ý c của cô yeah, với từ exhausted nhá với từ exhausted nghĩa là kiệt sức nhá yeah. vậy thì cô sẽ không thể đi với giới từ about nó không đi với giới từ about đằng sau được thế còn ý đề của cô với từ embarrassed nghĩa là gì với từ embarrassed nghĩa là gì bối rối ngượng ngùng vậy thì với câu này gì ở Jack rất là làm sao về cái việc về nhà bởi vì anh ta đã xa nhà rất là lâu rồi vậy anh ấy rất là háo hức rất là hâm hở muốn về nhà vậy thì câu số 6 cô chọn được ý a à? ok yeah. Sau câu số 6 triệu cô sang câu 67 nha. Yeah. Với câu số 7 bạn thân mến với cái chương trình này của chúng ta nha. Yeah. Yeah, chương trình của chúng ta dễ nên là cô cho anh sẽ, sẽ sẽ chữa nhanh nhá Nếu mà câu này em không hiểu thì em sẽ bảo cô giảng lại cho em. trở với câu số 7 em nhìn thoáng qua cho cô bốn đáp án thì cô sẽ thấy rằng là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần từ loại. Ok. Nếu câu kiểm tra kiến thức về từ loại thì em sẽ căn cứ cho cô như sau này. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ important. Và cô sẽ có từ important của chúng ta là tính từ. Cô có quy tắc là sau tính từ cần danh từ Nếu sau tính từ cần danh từ thì cô sẽ bỏ như sau này Chờ cô sẽ bỏ ý B Bởi vì với từ đi xa Anh này cô là tính từ vì nó có đuôi Y với E Đúng không ạ? Thì cô có là đuôi là đuôi của danh từ Vậy thì cô sẽ bỏ được đáp án là ý A Với từ đi xa là động từ Nhờ anh này cô đằng sau nó sẽ cộng thú và quyết định làm gì Vậy cô sẽ còn C và D và C và đây Nó liên quan đến tính danh từ số ít hay danh từ số nhiều Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn là ý C hay là ý D ạ nhớ no. Anh này cô liên quan đến danh từ số ít danh từ số nhiều Vậy thì với cô bảy em sẽ chọn là ý C hay là ý D ạ với cái câu này chúng ta sẽ có như sau này Chợ đằng trước bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái mạo từ ân này Chợ ấy cô sẽ có là cái mạo từ ân đây cô để danh từ phải là số ít Vậy thì câu 7 bằng mọi giá nó phải ra là bạn là ý xem Nhớ Câu số 7 cô có một cả một cụm từ cố định như sau này Cái cụm từ này các chắc chắn là cái cụm từ này rất là phổ thông của bạn nào cũng biết Đúng không ạ Cô có cụm từ đó là cụm từ make addition Nghĩa là quyết định cái gì Đúng không ạ Cô cụm từ là make addition on something Quyết định cái gì hoặc là make a decision to do something Quyết định làm gì nhá yeah. Ở đây là có từ import Nên là mạo từ ơ mới đổi thành ân Được không ạ Ở tiết này cô sẽ có như sau này. Tôi luôn làm sợ nói chuyện với bố mẹ tôi Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng Thì với câu 7 cô chọn được ý C Thì Sau câu 7 trở cô ra câu số 8 Nào, Với câu số 8 tiếp tục của cô là câu kiến thức về từ loại Thì cô có như sau trở cô có ý C của chúng ta với đuôi ly là đuôi của trạng từ. trở cô sẽ có ý C của chúng ta với cái từ đó là từ responsibly so với từ responsibly của chúng ta nhờ với từ responsible responsible nghĩa là gì một cách có trách nhiệm anh này là trạng từ trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng ly thành trạng từ vậy chưa ra ý b cô sẽ là tính từ trở ý b cô với từ responsible nghĩa là gì Nhớ nghĩa là chịu trách nhiệm có trách nhiệm với lo tính từ trở cô sẽ có ý là cô với từ response Nhớ với từ đó là từ response nghĩa là gì nghĩa là phản ứng nghĩa là hồi đáp anh này là danh từ được không tiếp này cô sẽ có ý đề của cô với từ responsibility Trở với từ responsibility Nghĩa là trách nhiệm, nhiệm vụ, nó là danh từ nhá yeah. Vậy thì cô sẽ có là ý đề của cô là trách nhiệm này Trong đó IA của cô nghĩa là phản ứng, hồi đáp Đều là danh từ, đó ạ vậy. vậy thì với câu này em căn cứ cho cô bằng his Là tính từ sở hữu Thì cô có quy tắc là sau tính từ sở hữu cộng danh từ Cô bỏ được B, bỏ được C, cô còn A và D Trở với câu này cô sẽ có như sau ấy. Đằng sau xem cho cô là it to take care of Chúng ta có cụm từ take care of nghĩa là chăm sóc Đúng không ạ? Bằng với look after dịch như sau ấy. là chăm sóc con Và làm việc nhà Vậy nếu nó sẽ phải là trách nhiệm của anh ấy Vậy nếu là trách nhiệm của anh ấy thì câu 8 Cô chọn được câu đấy là ý đề nhớ chứ không phải là phản ứng của anh ấy Đó ạ Rồi xong câu số 8 chuyện cô ra câu số 9 của chúng ta Với câu số 9 cô có như sau này Chợ cơ có ý A à với từ well behaved trở với từ well behaved Nghĩa là gì? Nghĩa là cư xử tốt Nghĩa là biết cách cư xử nhớ Cô có từ well behaved Nghĩa là cư xử tốt biết cách cư xử Chợ ý B cô với từ mischievous Nghĩa là gì? vậy từ mê của chúng ta nghĩa là tinh nghịch nghịch ngợm nhá Mấy cái từ vựng này em có biết lấy từ bài nào ra không ạ? Lấy từ bài số 1 của sách giáo khoa 12 chương trình cũ Đó ạ Thì cô sẽ có ra à với từ well behaved nghĩa là gì? Chờ với từ well behaved nghĩa là cư xử tốt hoặc biết cách cư xử Ý bê cô với từ mê nghĩa là gì? Chờ với từ mê nghĩa là tinh nghịch nghịch ngợ Thế còn ý c cô với từ obedient nghĩa là gì? Chờ với từ obedient nghĩa là vâng lời, biết vâng lời nhá Cô có cái cấu trúc như sau đó, cấu trúc be obedient to somebody nghĩa là vâng lời ai nhá ở thế cô có ý đề cô sao ý đề cô với từ fair nghĩa là gì nghĩa là công bằng nghĩa yeah. nghĩa là thành thật nghĩa là hợp lý vậy thì với câu này gì nghĩa sao cô ấy nói rằng đúng không ạ cô ấy à, sorry cô có câu số chín của chúng ta này câu chín dịch là anh ấy là một cậu bé làm sao nhớ yeah. yeah. nhưng mà làm sao John là người thành công nhất nhớ? Yeah. câu số 9 của chúng ta dịch câu đấy như sau này Câu dịch là anh ấy là một cái cậu bé làm sao Nhưng mà cuối cùng anh ta là người thành công nhất Trong số những đứa trẻ đấy Vậy thì cái sau anh ấy là một đứa trẻ làm sao nhưng mà cuối cùng lại trở thành người thành công nhất Vậy thì cô sẽ có như sau không phải là nó người ta khi người ta dùng cái từ đó từ but là nhưng đúng không ạ Vậy thì chắc chắn là cô sẽ không chọn ý, ý cô sẽ không chọn ý C được không phải là anh ta là người vâng lời được đúng không ạ chắc chắn là đời trước nó phải như nào thì nó mới ngược cái đằng sau đằng sau ấy anh ấy cuối cùng lại trở thành người thành công nhất vậy chỗ này cô sẽ là tích cực này vậy chắc chắn là khi người ta cứ dùng từ bật thì hai vế nó sẽ phải có cái gì đấy mâu thuẫn nhau đúng không ạ vậy đằng sau người ta đang khen đằng trước chắc là phải chê Vậy thì cô sẽ không thể chọn ý A với từ well behaved Đúng không? Nên cô sẽ bỏ nhá Tiếp ý đề của chúng ta với nghĩa là gì? Nghĩa là công bằng, nghĩa là thành thật nghĩa yeah. là, nghĩa là hợp lý Vậy thì cô sẽ không chọn Đó, Vậy thì cô còn mỗi ý B để chọn thôi ở à, chợ vậy thì với câu này dịch là anh ấy là một cậu bé rất là tinh nghịch nhưng mà cuối cùng lại trở thành thành công người thành công nhất đó ạ xong chưa xong chưa rồi xong câu chín chuyển cô sang câu số 10 của chúng ta đi nhờ bạn thân mến bạn thấy cô trai anh chữa như vậy có nhanh quá không ạ bởi vì cái bài hôm nay của chúng ta nó theo cái cái chương hình sách cũ nó rất là đơn giản đúng không ạ. chờ với cái câu số 10 chúng ta sẽ có như sau. chờ cô sẽ có là sẽ cô ta nói rằng đúng không ạ cô ta xuất thân trong một gia đình nghèo với sáu à có sáu người thì cô sẽ có như sau ấy chúng ta có cái cụm từ đó là cái cụm từ come chờ với cụm từ come in bước vào đúng không ạ cô sẽ có từ come on nghĩa là gì đấy ạ chờ cô sẽ có từ come in là bước vào thì cô sẽ có từ come on nghĩa là tiếp tục đi nào thôi nào chờ bài đi chắc khích lệ À, ờ Tiếp này cô sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ come from đến từ đâu, nhờ, xuất phát từ đâu có nguồn gốc. Từ đâu vậy thì với câu 10 cô chọn được ý đây Nhá. sau so, câu số 10 chuyển cô sang câu số 11. Chợ với câu số 11 chúng ta sẽ có như sau này. Câu 11 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Em căn cứ cho cô bằng cái từ là từ attempt. Ok, cô có cái cấu trúc như sau này. Chợ cô sẽ có cái cấu trúc đó là attempt. Ok, đằng sau cộng với tu vấp, nghĩa là cố gắng làm gì. Nó sẽ bằng với cấu trúc là try cộng to work, cố gắng làm gì. chờ nó sẽ bằng với cụm từ là make an effort. Ok, to do something cố gắng làm gì. Nhớ. Yeah. Đúng không ạ? Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau Với cái câu số 1 cô dịch là tất cả những cái học sinh đúng không ạ? đều cố gắng làm sao đỗ được vào cái trường đại học mơ ước. À. Vậy cô sẽ có theo cái cấu trúc là sao ở okay, cậu với to work. Vậy nếu cậu to work, thì cô sẽ bỏ đáp án B, bỏ đáp án C, bỏ đáp án D còn mỗi A để chọn thôi. Đúng không ạ? Cô lại có một cái cụm từ nữa, đó là cái cụm từ sau cô biết rồi đó là cái cụm từ mà người ta dùng như sau Win a place Ok Cô có cái cụm từ là win a place yeah. At a university At a university University Nghĩa là gì đấy giờ chúng ta sẽ có cái cụm từ là cụm từ win a place At a university University Ok University Nhớ yeah. Thì cô có cái cụm này nghĩa là gì? Nghĩa là đỗ rẻ học Đúng ạ ơi, à, giờ tất cả các học sinh đều cố gắng là sẽ làm sao đỗ đại học mà đỗ vào cái trường đại học mà họ làm sao họ dream mơ đúng ạ. Rồi sau 11 triệu cô sang cơ số 12. Trở với cô số 12 cô có như rồi. Rồi cô sẽ có cái câu đó là men build the house and women make it. Nghĩa là gì? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm đúng không ạ? Cái này ở bên CIPP học rồi, bên đọc hiệu 4 cũng học rồi nhá. Vậy thì với cái câu này người ta có như rồi có it, có that. Vậy này cô sẽ người ta dùng dạng bị động đặc biệt trợ dùng dạng bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến nhá nhớ là có bạn nào nhớ cái dạng bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến không ạ à? không thì mình loan loại trừ như sau này ở đằng sau người ta dùng từ build nguyên dạng đúng không ạ hiện tại vậy chắc chắn đằng trước của cô không chia quá khứ được bởi vì nếu đằng trước chia quá khứ đằng sau nó phải lùi thì đồng chưa đấy nhá vậy cô sẽ bỏ ý D này tiếp này người ta sẽ không cái động từ believe của chúng ta không chia thì tiếp diễn nhớ là cô bỏ ý giờ cô sẽ chỉ còn b và c mà thôi với chủ ngữ là ít đúng không ạ thì chắc chắn là sẽ không thể dùng với như cả nó tin rằng được đúng không ạ bởi vì là người ta tin rằng vậy đó sẽ chính là bị đạo đặc biệt của đầu tư chỉ quan điểm ý kiến vậy thì với câu 12 cô chọn được ý xem nhá xem chưa xong chưa rồi sau câu 12 chuyển cô sang câu số 13 với câu số 13 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ câu số 13 cô có bắt đầu xét từng anh một này chờ cô có cái từ under game với từ chờ với từ under attack nghĩa là gì chờ cô sẽ có cái cụm từ là under attack nghĩa là gì nghĩa là bị tấn công nhá yeah này của cô có nghĩa là bị tấn công Đúng không ạ? Under attack Nghĩa là bị tấn công Tiếp này Cô có ý B cô với từ under the control nghĩa là gì? Chưa với cụm từ under the control nghĩa là dưới tầm kiểm soát Nằm dưới tầm kiểm soát dạ. Đằng sau nó sẽ là up somebody something Chưa dưới tầm kiểm soát của ai? Của cái gì? Đó ạ Thế này cô sẽ có như sau Cô có từ under từ Under -capital pressure nghĩa là gì? Chịu áp lực Dạ Thì cô sẽ có từ under từ influence Nghĩa là gì? Chịu ảnh hưởng Dạ Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sỏi. Chờ cô sẽ có từ consequently nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có từ consequently. Anh ấy cô sẽ bằng với từ therefore. Ok. Đây cô sẽ bằng với từ therefore nghĩa là do đó, do vậy đúng không ạ? vì thế mà anh ta làm sao? Vì thế mà anh ta đã làm sao reside. Chứ anh ta đã đã, đã từ bỏ cái làm sao cái position. Chờ cô sẽ có từ position nghĩa là vị trí, công việc nhá. Cô có từ location là vị trí địa lý. Nhớ cô có từ director nghĩa là gì? Chờ với từ director nghĩa là giám đốc nhá trong công ty đó. Về dịch là cuối cùng thì đúng ạ Do đó anh ta đã làm sao đấy Dịch là kết quả là cũng được nhá Câu này của mình mình có thể dịch theo cái như này Chờ mình có thể dịch câu này dịch là kết quả là Đúng ạ, ông ấy đã đã làm sao Đã từ bỏ cái chức vị trí giám đốc công ty Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy ta Ông ấy quá là áp lực Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được 13 của chúng ta là yeah, Với cụm từ under a lot of pressure Ok Xong câu số 13 chuyển cô sang câu số 14 Trở với cái câu số 4 cô có từ baby sister, nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có từ baby sister, nghĩa là vú em đúng không ạ? Là cái người nhá. Yeah. Là cái người mà trông trẻ trong khi bố mẹ nó bận nhá. Yeah. Vậy thì cô có như sau này, nhìn thoáng qua bốn đáp án thì cô sẽ thấy rằng là câu này sẽ là câu thuộc kiến thức về cụm động từ nhá. Yeah. Cô có cái cụm động từ là look thật nghĩa là gì? Trở với cụm động từ look thật nghĩa là nhìn chăm chăm, ngắm nhìn cái gì đó, nhá yeah. cô sẽ có từ look around nghĩa là gì? Trở với từ look around nghĩa là nhìn quanh nhá. Yeah. Thế cô có từ lúc cơ hẹn nghĩa là gì? Thế cô sẽ có cụm từ lúc cụm từ lúc cơ hẹn nghĩa là nghĩ về tương lai, nghĩ về phía trước, nhận nhìn về phía trước. Thế cô có từ lúc after bằng với cụm từ take care of nghĩa là chăm sóc. Giờ yeah, take care là chăm sóc. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được ý đề. Đó ạ, dịch là một em bé à một babysitter, nghĩa dịch là một người trông trẻ nhá. Babysitter là cái người cái người mà chăm sóc con trong khi bố mẹ nó đi vắng. Đúng không ạ? Trong khi bố mẹ bận. Sao chưa sao chưa ạ? Thế có nhanh quá không ạ? Ok Ok các bạn thân mến Các bạn thấy cô Trang chữa như vậy có nhanh quá không ạ Bởi vì cái bài hôm nay của chúng ta khá là nhẹ nhàng Nên là cô sẽ chữa nhanh hơn ạ Ok bạn thân mến bạn thấy cô Trang chữa như vậy có nhanh quá không ạ Đổi với câu số 15 cô có là He and I Chị nhớ cho cô như giỏi trong tiếng Anh thì người ta thường nhắc tới ngôi của mình, Trong tiếng Anh thì người ta thường hay nhắc đến mình sau Ví dụ như cô sẽ có như sau Cô nói rằng là con trai của cô với cô Chẳng hạn thì cô sẽ nói là my son này này Chị mặc dù con trai thuộc cô ít tuổi Đúng không ạ? về thứ bậc thì là thấp hơn nhưng mà bao giờ trong tiếng Anh thì người ta cũng sẽ dùng là nhắc đến người khác trước sau nhắc đến mình sau nhá. Thì cô sẽ có là in other. chờ cô có từ age là tuổi nhá. Thế cô có từ age nghĩa là gì? Nghĩa là lão hóa đúng không ạ? Rồi thì cô sẽ có như sau này. À, anh ấy và tôi làm sao và chúng tôi cùng một lớp ở trường chúng tôi học cùng nhau ở trường trung học nhớ Chúng tôi học chung lớp ở trường trung học. Thì cô sẽ có HA với từ different, nghĩa là khác. Vậy cô sẽ không chọn ý HA được, đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc mở rộng là be different Đi với giới từ from khác so với cái gì Chờ ý bề cô với từ similar nghĩa là gì Chờ cô sẽ có từ similar nghĩa là tương tự nha yeah. Thì cô sẽ có cấu trúc như sau Cô có cái cấu trúc là be similar Đi với giấy từ to tương tự như cái gì Chờ cô sẽ có từ equal Đi với từ to nhá. Yeah. Cô có từ equal thu nghĩa là công bằng, ngang bằng, như nhau Chờ cô sẽ có từ xem Trong cái cấu trúc như sau Người ta dùng the này, đúng không ạ? Người ta dùng xem này cộng với danh từ nhá, yeah. xem cộng danh từ Vậy thì với câu số 15 này cô chọn được ý C Vậy là anh ấy và tôi, cậu ấy và tôi cùng tuổi nhỉ? Đúng không Cậu ấy và tôi bằng tuổi Và chúng tôi học cùng học trung lớp ở trường trung học Đó vậy ạ? Rồi, sau 15 triệu cô sẽ câu 16 Chờ với cái câu số 16 cô sẽ có cái cấu trúc như sau này Chờ cô có cái cấu trúc là bị obliged To do something Nghĩa là bị ép làm gì, bị bắt làm gì nhá Toàn bộ cái phần này ở trong sách của em có hết rồi Đúng không ạ? Nhá, toàn bộ này trong sách giáo khoa của em có rồi Nghĩa là bị bắt buộc làm gì thì cô sẽ có là tất cả các ông chồng đúng không Buộc phải làm sao để buộc phải kể với vợ mình là uh, Tại sao họ lại không ăn tối ở nhà Đấy bây giờ là Tất cả các ông chồng phải làm sao phải Bắt buộc phải làm sao phải báo cáo với vợ là tại sao ăn tối ở nhà ạ Vậy thì với cái câu này theo cái cấu trúc 16 cô chọn được ý à Ok Số 16 triệu cô sang câu số 17 Số 17 cô có từ wise nghĩa là khôn ngoan Thì cô sẽ có từ unwise nghĩa là không khôn ngoan Chứ về agree that Nhờ họ đồng ý rằng nó là không khôn ngoan để mà thổ lộ tâm tình với vợ mình. Thì cô sẽ có từ confide. Chúng ta có cái cấu trúc giới từ như sau này. Thì cô sẽ có từ confide đi với giới từ in nhá. Cô có cái cấu trúc là confide in somebody nghĩa là thổ lộ tâm tình với ai. Vậy thì 17 cô chọn được ý B. Đó, ok chưa? Rồi cô sang 7 17 trễ cô sang câu 18 này. Chương 18 cô có từ wedding có thể ghép được với từ dress nghĩa là gì? chứ cô có từ wedding ghép với từ dress nghĩa là váy cưới giờ dạ, có có ghép để, cô có từ wedding có thể ghép được với từ flower nghĩa là hoa cưới Đó ạ? thế cô sẽ có từ wedding có thể ghép được với từ sau nữa, giờ dạ, cô sẽ có từ wedding của chúng ta có rất là nhiều, dạ, riêng cái anh này có thể ghép được với rất nhiều cái này đúng không ạ? có từ wedding có thể ghép với từ car nghĩa là xe hoa đúng ạ? cô có thể ghép từ wedding với từ cake nghĩa là bánh cưới đúng ạ? thế cô sẽ có từ wedding của chúng ta có thể ghép với từ ring nghĩa là nhẫn cưới, giờ cô có từ wedding ghép với từ sau nữa cô sẽ có từ wedding gave từ băng nghĩa là gì? Tiệc cưới nhá yeah. Thì cô sẽ có từ wedding gave từ ceremony nghĩa là gì? Nghi lễ đám cưới à, Chờ bây giờ lễ đã, lễ, lễ cưới Vậy thì với lần sau cô có từ sau này Cô có cái từ đó từ take place nghĩa là gì? Chờ bây từ take place nghĩa là diễn ra nhá Anh yeah. hiểu cô nó sẽ khác gì so với cái anh đó là anh happen nhá yeah. Khác gì so với happen hay là occur yeah. nếu như cô có cái từ happen hay từ occur của chúng ta nghĩa là xảy ra một cách bất ngờ không kế hoạch trước thì cô sẽ có từ take Nghĩa là sẽ xảy ra khi mà mình có kế hoạch cho nó yeah. Về dịch là hôn lễ của dịch à? Hôn lễ được cử hành Vào lúc 8 giờ À vào lúc 8 giờ sáng ngày mai ở nhà thờ Vậy thì với câu này cô sẽ cần một từ nghĩa là lễ cưới, hôn lễ, đúng không ạ? Vậy thì 18 cô chọn được ý à, được không ạ? xong chưa xong chưa? Rồi, sau câu 18 chuyện cô sang câu số 19. Với câu 19 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau này. Căn cứ cho cô bằng từ protect. Ok, cô có cái cấu trúc như sau. Chờ cô có cái cấu trúc là protect Ok, somebody đi với giấy từ from Chờ cô có cái cấu trúc là protect Somebody from something Nghĩa là bảo vệ ai đó khỏi cái gì Cái gì là tầng ozone bảo vệ chúng ta khỏi cái tia cực tím Được, tự, à, sorry Tầng ozone bảo vệ chúng ta khỏi tu, à, Tầng ozone bảo vệ chúng ta Đúng không ạ? Khỏi cái tia UV mà từ mặt trời Mà nó sẽ làm sao? Cái tia này có thể làm sao? Nó có thể làm hại cho skin da của chúng ta Vậy thì với câu số 19 theo cụm Cô chọn được câu 19 là ý đây Ok chưa? Số 19 triệu cô sang câu số 20. Chờ câu 20 cô có như sau này. Chờ cô có từ team nghĩa là đội, nhờ cô có từ generation nghĩa là thế hệ. Chờ cô có từ group nghĩa là nhóm. Vậy thì với quả sẽ có ba cái gì trong gia đình của cô ấy including. Cô có từ including nghĩa là gồm có grandparents, ông bà này đúng không? Parents, bố mẹ này và children con cái. Vậy thì với dịch là có ba thế hệ, đúng không? Ông bà, bố mẹ, con cái mà. Vậy là có ba thế hệ. Chờ căn cứ cho cô bằng từ tree là ba, vậy nó sẽ là sau đó cần danh từ số nhiều. Vậy thì cô sẽ bỏ ý B Cần một từ nghĩa là thế hệ nên cô chọn được 20 là ý C Ok Bạn thân mến bạn thấy cô trai anh như vậy có nhanh quá không ạ Nhá cố cho cô tiếp này Cô sang trang nhá Đúng ạ, bởi vì cái phần tài liệu này cô trai anh có chia sẻ với các bạn trước rồi nên mình cố cho cô đến câu 30 nhá Chờ câu 30 chúng ta sẽ 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 gọi là bài hôm nay của mình rất là hiệu quả này. Đúng ạ Thế này cô sẽ có như sau ấy Chờ cô sẽ có như sau ít đi nó Cô có từ nó mô nghĩa là gì? Bình thường, đúng không ạ cô dịch là ở Việt Nam cái việc mà làm sao parents bố mẹ và children con cái nữa. Với gì ạ? Với cả với cả chồng hay vợ nữa, đúng không ạ? Về dịch là ở Việt Nam làm sao cái việc mà bố mẹ cộng với con cái với con dâu con rể sống dưới một mái nhà là một cái việc hết sức bình thường. Thì cô sẽ có từ nó có nghĩa là bình thường. Vậy cô sẽ có như sau, chúng ta cần một từ nghĩa là dưới một mái nhà. Cho ở đây cô có như sau, cô có từ under gable. chưa cô có từ under gable pressure nghĩa là chịu áp lực. Vậy cô sẽ không chọn nhá. Tiếp này ý B cô là sao? Trợ ý B cô có từ under gave to circumstance Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Không đời Nghĩa là ở trong bất cứ Bất cứ, ở bất cứ cái trường hợp nào Đúng không ạ? Rồi, thế cô sẽ có từ under Nghĩa là bây giờ cô sẽ có từ under the house Với under one roof Thế cô sẽ có như sau chúng ta có cụm từ là under gave to one Gave to roof Nghĩa là gì? Dưới một mái nhà Vậy thì với câu 21 này cô chọn được ý yeah. A Đúng không ạ? Xong chưa xong chưa? Câu 21 cô chọn được câu đấy là ý yeah, A nhá Được không ạ? Chứ ý a của cô là dưới một mái nhà Ý B của cô là trong bất kỳ hoàn trong bất cứ hoàn cảnh nào Đúng chưa? Ý D của chúng ta là chịu áp lực Vậy thì với câu 21 cô chọn được ý A Vậy dịch là cái việc mà làm sao Ở Việt Nam cái việc mà bố mẹ với con cái Rồi con dâu con rể Sống chung dưới một mái nhà là một việc hết sức bình thường Đúng không? Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được Đáp án của câu số 21 là ý A Xong câu 21 chuyển cô sang câu số 22 Câu 2 của chúng ta sẽ là câu thuộc kiến thức Về cụm động từ giờ cô có từ thân ạ à? bằng với từ short Nghĩa là gì? Trời cô sẽ có từ turn up bằng với từ so nghĩa là đến. Trời cô có động từ là give up nghĩa là từ bỏ. Nhì cô có từ check up nghĩa là gì? Trời với từ check up của chúng ta nghĩa là kiểm tra khám, kiểm tra khám về sức khỏe. Trời cô có từ come up bằng với từ happen nghĩa là xảy ra, diễn ra nhá. Yeah. Đúng rồi, cô nói lại này. Trời cô có từ turn up bằng với từ bằng với từ arrive nghĩa là đến. Ok. Thế cô có từ give up bằng với từ quit, bằng với từ stop nghĩa là từ bỏ, đúng ạ. Cô có từ check up nghĩa là kiểm tra khám về sức khỏe. Thì cô có từ không up nghĩa là xảy ra. Vậy thì với cô dịch như sau, cô ấy bắt đầu nói về bản thân mình nhá. Yeah. Và cô ấy không bao giờ làm sao? Giả cô ấy nói về gì à? Cô ấy, sorry cô ấy gì cả? Cô ấy nói với bản thân mình rằng đúng không ạ? Cô ấy sẽ không bao giờ làm sao cái giấc mơ trở thành ca sĩ nhá. Yeah. cô sẽ có sao cô có cái từ là từ dream Ghép với giấy từ up đúng không? Dream up something hoặc doing something. Mưa cái gì mơ làm gì nhá. Yeah. Vì cô gì à cô nói với bản thân mình rằng là cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cái giấc mơ trở thành ca sĩ. Vậy cần một từ mang nghĩa là từ bỏ Vậy hai hai cô chọn được gì đây? Đúng ạ Các em nhớ cô sau này Cô nhấn mạnh các bạn rồi đấy Đó là uh, bộ thì uh, bộ cho học hai chương trình Vì bộ cho học hai chương trình nên bộ sẽ cho thi cả và hai chương trình Nên các bạn nhớ này vậy, các bạn nhớ là các bạn sẽ phải phải học đủ cả hai chương trình để mà để mà đi thi bộ cho chỗ nào mình cũng yên tâm nhé. Yeah. chợ với cái câu số 23, chúng ta sẽ căn cứ cho cô như sau, căn cứ cho cô bằng từ o. Thì cô sẽ có như sau, cô có từ both đi về and nghĩa là cả hai. Chờ cô sẽ có từ not only thì phải đi với bạn ôn xấu không những mà còn đúng không ạ? Rồi ừ, cô sẽ có như sau cô có từ nói đi với gì ạ? Đi với nó đúng không ạ? Nghĩa là không không nhá. Yeah. Thì cô có từ either đi với or hoặc là you can choose. Bạn có thể chọn đúng không ạ? Một cái chiếc điện thoại di động mới hoặc là một chiếc máy tính sách tay mới. Vậy nên này cô mang nghĩa là hoặc đúng không ạ? Hơn thế nữa căn cứ cho cô bằng o oh, chẳng cần dịch mình cũng ra được đáp án của câu đấy là ý đê Ok. Chờ câu số 23 của chúng ta câu đấy là ý đề nhá Chợ 23 Hay 3D trước sau lại A được em? Đúng không ạ? Hay 3D chứ? Đúng không ạ? Có từ O mà Xong câu số 23 chuyển cô sang câu 24 Đoạn này dễ chữa nhanh này Câu 24 bạn căn cứ cho cô bằng từ let Chúng ta có cái cấu trúc như sau này Cô gọi cái cấu trúc là let somebody do something Cho phép ai đó làm gì Nhờ, Nó sẽ bằng cái cấu trúc sau này Nó sẽ bằng với cấu trúc là allow somebody Chờ nó sẽ bằng với cấu trúc là allow hoặc là permit Ok Chợ somebody do something cho phép ai đó làm gì Nhớ Đúng không? Cho phép em đó làm gì? Thế cô sẽ có như sau Căn cứ cho cô bằng từ sau. Chờ căn cứ cho cô bằng từ đó là từ let. Thì cô sẽ chọn được bên kia cô phải là vấp nguyên dạng. Cô chọn được ý yeah, luôn. Đúng, đúng không? I promise. Tôi hứa rằng. Nhớ cho cô ấy. Cô có cái từ đó là từ promise. Nhớ, đằng sau nó có thể cộng với tu vấp. Hoặc nó sẽ gửi cộng với that. Nếu cộng ra đằng sau nó sẽ cộng với một mệnh đề Nhớ gì không? Tôi hứa rằng là tôi sẽ không cho anh ấy biết trở về cái làm sao Về cái appearance, về cái sự xuất hiện của bạn ở đây Nhớ bạn rồi xong câu số 24 chuyển cô sang câu số 25 Chờ, Câu số 25 chúng ta sẽ có như sau này chúng ta sẽ có như sau này. Tôi không làm sao giày của tôi Vì vậy mà cô tức giận với tôi Cô có cái cụm đó là cụm từ got Ở đây từ got là quá khứ của từ get Cô sẽ có là get angry with somebody Nghĩa là, cô sẽ có get angry with somebody Nghĩa là tức giận với ai Vậy thì với câu này cô có như sau này. Cô có từ take Có thể ghép với giới từ of Chờ cô có từ take off với nghĩa là cởi, nghĩa là cất cánh, nghĩa là thành công nhá. Yeah. Cô có từ take on với hai nghĩa là đảm nhiệm hoặc là thuê mướn nhá. Yeah. Cô có từ take in với hai nghĩa là hiểu hoặc là lừa gạt. Đó không ạ? Rồi bên với cái câu này, bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Ok. Nào với cái câu số 2 em cô có từ take off với nghĩa là cởi cất cánh này. Chờ cô có từ take on nghĩa là đảm nhiệm hoặc là thuê mướn này. Chờ cô có từ take in của chúng ta với nghĩa là hiểu hoặc là lừa gạt này. Vậy là gì à Tôi không tháo giày vì vậy mà cô ấy tức giận với tôi Vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là tháo cởi Nên câu 25 cô chọn được ý B Đó ạ Rồi sau 25 triệu cô sang câu 26 nhé Câu 26 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau ấy Căn cứ cho cô bằng từ remind Chúng ta có cái cấu trúc như sau Chúng ta này toàn cấu trúc thôi nên cô sẽ có thể chữa nhanh được Cô có cái cấu trúc là remind somebody to something nghĩa là gì? Chưa cô cái cấu trúc là remind somebody to something nghĩa là gì? Gợi ý. Chưa cô cấu trúc là remind nhắc nhở ai đó làm gì? Nhớ. Yeah. Ngoài ra cô còn cái cấu trúc này nữa này Cô còn cái cấu trúc là remind somebody Of somebody something Gợi cho ai đó nhớ tới ai hoặc nhớ tới cái gì Nhớ ví dụ như rồi Ví dụ là cô ấy gợi cho tôi nhớ tới bạn gái cũ của tôi Đó ạ Thế gì đó rồi Bố mẹ của tôi luôn nhắc tôi phải cẩn thận Khi mà tôi đi vào nhà của người khác Thì theo cái cấu trúc là remind trở theo cấu trúc là remind somebody to something Thì cô sẽ chọn được câu 26 là ý xe Đó ạ Xong chưa xong chưa Nhớ yeah, 26 IC nhé chính chưa Nói chung là phần này dễ mà Đúng không ạ Rồi xong câu số 26 chuyện cô sang câu số Chưa ok 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 chưa Xong chưa câu số 26 cô có IC 26 IC nhất trí chưa ờ, Tiếp này câu số 26 chuyện cô sang câu 27 Với cái câu số 27 cô sẽ có từ sau này Cô căn cứ bằng cái từ đó từ suspect rồi căn cứ bằng từ suspect. Thì cô sẽ có cái cấu trúc như sau này. chờ cô sẽ có cái cấu trúc là suspect get somebody up nghĩa là gì? Nghĩa là nghi ngờ nha. Yeah. Vậy thì với câu gì là cảnh sát nghi ngờ anh ta làm sao? Cướp cái số cái 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 số trang sức đấy nha. Yeah. Vậy theo cái cấu trúc như vậy cô sẽ chọn được đáp của câu 27 là ý C nha. Trong mời đọc hiểu có livestream stream nhé. Nhớ 6 giờ à 5 giờ sáng mai cô sẽ livestream trong nhóm đọc hiểu 4 Nhớ yeah. Xong câu số 27 triệu cô ra câu 28 này Trở với cái câu số 28 ấy Có bạn bạn hỏi cô cái câu này như sau này Bạn ấy bảo là có nhiều lúc bạn không phân biệt được là Khi nào chúng ta dùng thâu, đúng không? khi nào chúng ta dùng set Chờ em sẽ nhớ cho cô như sau này Nếu như em muốn dùng set Nếu như em muốn dùng IC nhá Thì cô sẽ có cái cấu trúc là Giờ nó sẽ phải là set to somebody Nghĩa là gì? Nói với ai? Là nó có mi ở đây mà, đúng không ạ? Nếu em muốn dùng IC nó phải có tu ở đằng trước đúng không? Nó phải là set to somebody nhưng cô sẽ bỏ IC, nhớ ạ Tiếp này với câu này cô sẽ có như sau này Căn cứ đằng sau em căn cứ cho cô bằng từ if Nhớ, nhớ cô giỏi cái từ if Không phải lúc nào nó cũng là câu điều kiện đâu em Nếu là câu điều kiện nó phải có hai vế Ở đây đằng sau nó có mỗi một vế rồi Có mỗi cái sau so if của cô có ai là chủ ngữ Hẹt gọn là động từ Vậy nó có một mệnh đề thôi Vậy em này cô nó không phải là điều kiện Nếu nó không phải điều kiện em sẽ nhớ cho con trường hợp sau này Trường hợp nào mà chúng ta có thể dùng if Thì em nhớ cô giỏi đó là trong cái câu tường thuật ấy khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp với câu hỏi không có từ để hỏi, chúng ta sẽ chèn cái từ if này vào, đúng không ạ? Vậy đây sẽ là câu tường thuật. Vậy nếu là câu tường thuật thì cô sẽ không thể chờ cô sẽ không thể dùng cái từ đó là từ advice Đúng không? Cái này cô không phải khuyên bảo gì cả Đúng không? Thế nhá Vậy thì bây giờ cô sẽ có như sau Bây giờ cô còn cái sự lựa chọn là dùng told hay là dùng ask Thì ở trong đó cô có từ told là kể Nó là dùng cho câu tường thuật, câu khẳng định Đúng không? Dùng cho câu tường thuật Đấy nhá, dùng cho câu khẳng định này Ở đây cô có cái từ if là câu hỏi Vậy nếu là câu hỏi thì cô sẽ chọn được câu 28 là ib với từ ask Ok Đó dịch là họ hỏi tôi là Đúng không ạ? Hôm qua tôi có đi siêu thị không? Nhá Số so, cô 28 triệu, cô sang câu số 29. Trở với cái câu số 29 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Em căn cứ cho cô bằng từ là từ afford. Ok, cô có cái cấu trúc như sau đây Trở cô có cái cấu trúc là afford. To do thì nghĩa là gì? Đủ sức làm gì? Đó ạ. Cái đủ sức này là, là, đủ sức về tài chính này. Nhận về gì là hip poor. Thì cô có từ poor nghĩa là gì? Nghèo đúng không? Parents là bố mẹ. Vậy là bố mẹ nghèo gì à Cha mẹ nghèo của anh ấy không đủ sức Để có thể trả cho cái Việc học của anh ấy ở đại học Chờ cô sẽ có cái cụm động từ là cụm động từ Pay for nghĩa là trả cho ừ, là Trả cho cái gì Vậy thì với câu 29 cô chọn được ý A Sau 29 chuyển cô sang câu 30 này Câu mời cô là câu về cụm từ À nhầm, bố mời cô là câu về lượng từ ừ, Sorry, cô mời cô là câu về từ loại Thì cô có như sau này Với cái câu số 30 Bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì Ok với câu số 30 Nào bạn đã làm cho cô được câu 30 ạ Với câu số 30 bạn đã chọn được đáp án của câu này gì ạ Với câu số 30 cô có cái động từ sau này cô Động từ là can play của chúng ta Đúng không ạ Anh này cô động từ chính của câu này Thì cô có từ given and received Nhớ anh này cô sẽ là phần rút gọn mệnh để quan hệ Nhớ Đúng không Động từ chính của cô là can play Vậy cô sẽ có given and received Chúng ta sẽ là rút gọn mệnh để quan hệ Vậy cô sẽ suy ra được ở đây của cô phải cần danh từ Và danh từ sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ của câu nếu cần danh từ thì cô sẽ bỏ ý B đầu tiên bởi vì đuôi ly là đuôi của trạng từ. Bỏ, đúng chưa? Thế cô sẽ có như sau, nếu như ý B là trạng từ thì cô sẽ suy ra được ý A là tính từ bởi vì sao? Bởi vì mình có quy tắc là tính từ cộng ly thành trạng từ. Vậy thì cô số 30 của chúng ta ra yeah. từ hospit thì có nghĩa là gì? Chờ vậy từ hospit thì có nghĩa là gì? Chờ vậy từ hospit thì có nghĩa là hiếu khách, mến khách, anh tính từ. Ở đây cô cần danh từ cơ nên cô bỏ A, bỏ B, cô còn C và D. Chờ cô sẽ có như sau, ý C cô với đuôi IT là đuôi của danh từ. Nhờ anh này cô nếu như ý A cô là hiếu khách, mến khách thì ý cô là lòng hiếu khách. Nhờ chưa? Thế còn đi đây cô với từ hospital nghĩa là gì? Chưa với từ hospital nghĩa là bệnh viện Vậy thì ở đây cô sẽ có là Anh này cô cũng là danh từ này Vậy nếu mà xét về danh từ thì cô sẽ thấy là cả C và D là được Bây giờ cô sẽ có như giỏi Câu này cô phải dịch được là cái lòng hiếu khách Đúng không ạ? Mà làm sao? À, cho, được cho và nhận đấy Đúng không ạ? Gì là cái lòng hiếu khách mà làm sao được dành cho ai đó được hoặc là mình được nhận từ ai đó đấy là cái ý người ta dùng cái chỗ là given and chờ người ta dùng cái ý là given and received là như thế nhớ ạ cái lòng yếu khách mà mình dành cho ai đó và làm dạng nhận được nhận từ ai đấy có thể đóng một cái vai trò quan trọng cô có một cái cụm từ cố định như sau tức là cụm từ play an important role in. đóng vai trò quan trọng trong cái việc maintaining duy trì và establish được cô sẽ có từ it giờ yeah, với từ establish nghĩa là gì nghĩa là gì thì cô sẽ có từ establish nghĩa là gì với từ establish et nghĩa là gì xây dựng một cái relation một mối quan hệ thì với các bạn 30 thì cô sẽ có như sau, gì cả? Lòng hiếu khách, cho đi và nhận lại có thể đóng một vai trò quan trọng trong cái việc duy trì và xây dựng một thiết lập một cái mối quan hệ. Được chưa? Được à chưa? Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ có như sau. Chợ với cái câu này cô cần một danh từ và cần một từ nghĩa là lòng hiếu khách, lòng mến khách. Vậy thì cô sẽ chọn được 30 của chúng ta lấy C em nhé. Ừ, nhá. Ok em thân mến, vậy là trong thời gian gần một tiếng, cô cho anh đã hỗ trợ các bạn xong được 30 câu nhựa của cái phần nội dung ôn tập ngày hôm nay chờ nếu như buổi ôn tập tuần sau chúng ta sẽ lại quay lại với chương trình sách cũ em nhớ là trong cuốn này của cô nó sẽ có hai loại sách là sách giáo khoa mới và sách giáo khoa hiện hành bởi nó đáp ứng đúng cái nhu cầu thi của bạn là chúng ta sẽ thi cả sách giáo khoa mới và sách giáo khoa cũ em nhé em thân mến vậy là buổi, buổi hỗ trợ cô cho anh đến đây là hết tại vì các bạn